Khi đã phát nguyện này là phải thực hiện, phải làm thật. Bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu thể hiện từ đệ tử quy. Đệ tử quy tất cả nói về 113 việc. Sự việc trong cuộc sống hàng ngày chúng ta quá nhiều. 113 điều này là tượng trưng, là cương lĩnh hành động, triển khai ra không khác gì với giới luật Bồ Tát. Chứ vị nên biết giới luật Bồ Tát có 84.000 tế hạnh. 84.000 tế hạnh đó từ đâu mà có? Là thập thiện nghiệp triển khai ra. Quý vị xem, chỉ có 10 điều, triển khai 10 điều này ra là 84.000 tế hạnh. 10 điều có thể triển khai thành 84.000 điều. 113 điều triển khai ra chẳng lẽ không bằng 84.000 điều? Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đức Phật nói chân lý cho chúng ta. Bởi thì bất kỳ một pháp nào triển khai ra đều biến pháp giới hư không giới. Quy nạp thu nhiếp lại chính là một pháp. Một tức tất cả, tất cả tức một. Đạo lý chúng ta đã minh bạch, cũng đã rõ về chân tướng sự thật, tâm sẽ định, không còn trôi nổi. Cần phải nỗ lực học tập. Trước tiên phải học thuộc đệ tử quy, học thuộc lòng. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, gặp bất kỳ cảnh giới nào, trong đệ tử quy dạy ta nguyên tắc xử lý như thế nào. Câu chữ lập tức hiện tiền. Đây là nền tảng của giới luật, căn bản của giới luật. Phải học thuộc cảm ứng thiên. Cảm ứng thiên cũng không nhiều chữ, khoảng trên dưới 1.500 chữ. Thập thiện nghiệp đạo cũng không nhiều. Chúng tôi trích dẫn những nội dung chính, biên soạn thành một cuốn sách có khoảng 600 chữ. Ba thứ này là nền tảng, là căn bản giới luật, là nguồn gốc của giới luật. Không có những thứ này, giới luật từ đâu sanh ra? Vì sao cổ nhân học Phật, họ đều có thể thực hành tam quy hoài nghi các giới? Còn chúng ta hiện nay vì sao không thực hành được? Vì người xưa nền tảng vững vàng. Bất luận người xuất gia hay tại gia đều có thành tựu rất thù thắng. Ngày nay chúng ta học không tốt do không có nền tảng. Bởi vậy các bạn học trẻ không được lơ là căn bản. Trên 50 tuổi bắt đầu đi vào độ tuổi già, không có nền tảng cũng có thể không cần đặt nền tảng, chỉ cần chân thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chú trọng sự thật thà. Thật thà niệm Phật đó chính là định cộng giới, đạo cộng giới. Trong lòng chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không còn gì nữa. Ta cũng tự nhiên thực hành được.
không làm các điều ác, phụng hành các điều thiện. Câu A-di-đà Phật đó là chúng thiện. Nền tảng của tất cả thiện pháp thế xuất thế gian chính là A-di-đà Phật, là vô lượng giác. Quý vị xem, Phật A-di-đà là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung nghĩa là vô lượng giác, nghĩa là quý y Phật, giác mà không mê. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng giảng về tam quy y. Ngài nói là quy y giác, không phải là quy y Phật, mà là quy y giác. Phật là bậc giác ngộ. Làm được câu này là viên mãn. Niệm niệm giác, thời thời giác, xứ xứ giác. Người lớn đi con đường này. Vì sao vậy? Vì không sử dụng ký ức nữa. Nếu bảo học đệ tử quy họ không thuộc được, ngoan ngoãn niệm câu A-di-đà Phật này là được. Nhất tâm chuyên niệm chính là định cộng dân. Niệm đến khi mình có chỗ ngộ, đó là đạo cộng dân. Một câu Phật hiệu không có gì không đầy đủ. Những người học Phật trẻ tuổi phải học ba nền tảng. Ta phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội noi theo. Thật sự thực hành bốn đức trên Hoàng Nguyên Quang, đó là tánh đức, đó là hình dáng của Phật Bồ Tát. Tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, chịu khổ thay chúng sanh. Người trẻ tuổi phải phát tâm hoằng dương hổ trì chánh pháp. Chánh pháp cửu trụ, trách nhiệm ở chúng ta. Bản thân chúng ta không thực hành, đó là không chịu trách nhiệm, có lỗi với Phật Bồ Tát. Cho nên phát tâm về sự, người tánh bất định cũng có thể phát. Chúng ta tuyệt đại đa số đều là tánh bất định. Tánh bất định nghĩa là bất định là thiện, bất định là ác. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, có thiện, có ác, gọi là tánh bất định. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật.